Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi ông già Noel như thế này, rất là dễ thương, rất là dễ móc. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái túi bánh kem dâu với lại túi cây thông á các bạn. Thì cái mũi móc hôm nay cũng sẽ tương tự như thế nha, có một số chi tiết khác thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công chiếc túi này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong chiếc túi coi đựng có thoải mái không ha các bạn. Thì cái chiếc túi này phù hợp cho bé cũng như là cho người lớn, chị em phụ nữ chúng mình đều có thể là sử dụng chiếc túi này được nha các bạn. Đây, mình để một số lặt vặt trong đây. Cái này là cái đồ cột tóc nè các bạn, ở clip trước mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn nè. Này là son, rồi nước hoa mini. Và trong đây có một cái chiếc túi nhỏ đựng tiền nữa nè các bạn. Thì ở cái chiếc túi này mình cũng đã có hướng dẫn ở cái clip trước rồi đó. Đó, mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là móc thêm cho bé để đựng tiền trong đây nè các bạn. Rồi xong rồi cái mình để vô đây nữa. Trời ơi, quá trời thấy cưng luôn. Đây các bạn, mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái chiếc túi bánh ông già Noel này nha, rất là dễ thương. Với cái mẫu túi ông già Noel này thì các bạn sẽ chuẩn bị lên sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ phối ba màu nha các bạn, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Và mình sử dụng len microtông cuộn 125g, cái cỡ len là khoảng 2mm nha các bạn. Và màu đỏ thì mình chọn màu đỏ tươi nè, số 10 nè. Màu đen, màu trắng thì mình sẽ chọn màu trắng tinh số 03 nha các bạn. Thì ở cái clip túi bánh kem hoặc là túi cây thông á các bạn, thì mình hướng dẫn cho các bạn làm cái đáy túi bằng len. Mình chập hai cái đáy túi lại với nhau để mà mình móc. Còn cái túi này thì như đã hứa ở clip đó thì mình hướng dẫn cho các bạn sẽ nẹp cái canvas vào cái phần đáy túi nè. Thì nếu mà các bạn nào mà không có cái canvas này nè, thì chúng ta sẽ coi cái clip túi bánh cây thông để mà các bạn sẽ làm cái đế đôi đó nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cái phần thân giống hệt như mình nè. Còn bạn nào mà có canvas tròn như vậy nè thì các bạn sẽ móc giống như mình ở cái clip này nha. Và cái đường kính của cái canvas này nè là 11cm. Đây các bạn, mình sẽ đo như vậy. 11cm thì mình sẽ móc cái vòng tròn của cái phần đáy túi á, là đủ 11cm luôn. Còn nếu mà các bạn lỡ mà móc có 10cm thì nếu mà các bạn mua cái này nè thì các bạn cứ ướm cái phần cái đáy len đó lên trên đây. Xong rồi các bạn dư ra bao nhiêu á, các bạn sẽ lấy cái phần kéo á, các bạn sẽ cắt quanh cái vòng tròn này và các bạn sẽ kết vào như bình thường ha. Cái này dễ dàng cắt lắm cho nên là các bạn sẽ tự lấy kéo và tự cắt làm sao mà cho nó bằng cái đường kính của cái vòng tròn của len là được. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình cây kim móc hai đầu số 3-4 như thế này. Mình sẽ móc đầu số 4 nha. Cái đầu kim này là khoảng tương đương với 2.5mm đó các bạn. Các bạn có thể là thay thế nha. Chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len cũng như là kim khâu len. Còn về cái phần mặt ông già Noel này nè các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần mô tả ha, hoặc là cái phần bình luận á, mình sẽ để cái mặt ông già Noel này, cái link hướng dẫn á, ở dưới đó các bạn nhấp vào và các bạn sẽ làm. Thì ở cái clip đó mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể luôn. Để cái này là mình để lên cái túi của mình nè các bạn, rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần len màu đen ra để mà chúng ta móc cái phần đáy túi và nửa cái phần thân túi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Cái phần len màu đen nó hơi không có thấy mũi móc á, thì mình sẽ đọc cho các bạn để mà các bạn dễ dàng hơn ha. Thì nó cũng giống hệt như là mình tạo cái phần chớp nó à các bạn, rất là dễ thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo cái len này qua. Đó, tạo vòng tròn ma thuật rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào vòng tròn này. Các bạn sẽ móc 13 mũi móc kép. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi cuối cùng 13. Sau đó các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại ha. Đây, nắm cái cọng len này, rồi chúng ta sẽ kéo nó cho nó nhỏ lại. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Khi mà các bạn không quen trượt mũi á, với lại không có thấy cái chân móc á, các bạn sẽ khi mà móc cái mũi móc kép đầu tiên á, các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc đó nha, để mà chúng ta dễ dàng chúng ta kết hàng. Kéo len qua nè và trượt mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ canh chỉnh nó. Mình cần cái form cho nó ngang ngang qua các bạn, cho nên là các bạn sẽ kéo cái này nè cho nó khích lại thêm một lần nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng thứ hai với hai mũi móc xích. Quấn len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép. Chân móc thứ hai, hai mũi móc kép. Chân móc thứ ba, hai mũi móc kép. Và bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối. Mỗi chân móc là hai mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Ở đây là mình có 13 chân móc nè, các bạn sẽ móc vào 13 chân móc này, mỗi chân là hai mũi móc kép đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Trượt mũi. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích cho mình trước đi. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh như thế này nha các bạn. Mình đừng có làm cho nó cúp quá. À, các bạn lần lượt nó lên như thế này nè, để mũi móc của chúng ta nó không có bị khít quá các bạn. Khít quá cái nó thường nó ốm vào gì nè, nó ốp vô. Rồi bây giờ các bạn móc lên hàng thứ ba với hai mũi móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, hai mũi móc kép cùng một chân. Tiếp tục hai chân móc kế bên, chân đầu là một kép, chân kế tiếp là hai kép. Vậy thì các bạn sẽ móc cái cụm một kép đến hai kép như vậy đến cuối hàng. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc cái hàng móc thứ ba. Và các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích đi, và các bạn cũng sẽ canh chỉnh cái này cho nó ngang qua ha, để một lát nữa cái mình thấy cái form nó đẹp hơn á các bạn đó. Nó nhớ như gì rồi nè. Rồi bây giờ lên hàng móc thứ tư nha. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, hồi nãy một rồi đó, bây giờ là thêm một nữa là hai. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc một kép. Chân thứ hai, một kép. Chân thứ ba, các bạn sẽ móc hai kép. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái cụm này cho tới cuối hàng luôn nè. Một kép, hai kép, tức là một, một, hai. Một, một, hai. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên để kết thúc cái hàng móc thứ tư. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn cũng sẽ làm giống như những cái hàng trước ha. Chúng ta sẽ nặng những cái mũi móc này cho nó ra đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái hàng móc thứ năm, cũng là cái hàng móc cuối cùng của cái phần đáy túi này nha các bạn. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Chân móc thứ tư, các bạn sẽ móc vào đây hai mũi móc kép cùng một chân. Và bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn nè. Một kép, một kép, một kép tới hai kép, tức là một, 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 hai. Một, một,
1 và 2. Rồi, chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này cho tới cuối hè luôn nha các bạn. 1, 1, 1, 2. Mình đã móc tới cuối hè rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích cho mình trước nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo thử coi cái mảnh này là bao nhiêu cm rồi. Đo đường kính của cái phần đáy này nha các bạn. Nè. Cái này nó chưa tới 11 cm nè các bạn. Giờ chúng ta ốm thử trên cái miếng canvas này ha. Thì nó cái canvas này nó dư một xíu nè. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái kéo á, chúng ta sẽ nhấp đi cái hàng cuối đi các bạn. Nè. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái hàng cuối ha. Rồi. Rồi các bạn sẽ cắt vòng vòng qua đây nè. Đó các bạn, mình chừa lại cái chỗ này. Đó các bạn cắt cái bỏ cái vòng tròn này nha. Đó, lấy cái kéo á, rồi các bạn sẽ cắt tức là các bạn móc cái phần màu đen này nè bao nhiêu thì các bạn sẽ đo lên đây rồi các bạn sẽ cắt bỏ một lát nữa lên vài hàng ở cái phần thân nữa á, cái mình sẽ ốm vào rồi cái mình sẽ kết vào luôn à, cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dành lại cái miếng canvas này cho nó vừa với cái phần đáy. Đây các bạn, mình đã cắt xong rồi nè. mình ốm lại á, thì nó đã vừa với cái phần màu đen rồi đó. Đó, nó đã vừa ha. Và bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân túi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc xích đi. Đây, hồi nãy một mũi rồi ha. Bây giờ là thêm một mũi nữa, là hai mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc vào trong cái nhánh bên ngoài á nha các bạn. Thì một cái chân móc của chúng ta nó sẽ có hai nhánh. Đây, nhánh bên ngoài nè. Đó các bạn, nhánh bên ngoài. Rồi cái nhánh ở bên trong người mình nè. Đó, một cái chân móc là chúng ta sẽ có hai nhánh. Rồi, để như vậy nè, để cho các bạn dễ thấy nè. Đó, các bạn, mình tách ra cho các bạn dễ thấy ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài, quấn len nè, đâm kim vào cái nhánh bên ngoài. Đây, một nhánh bên ngoài thôi nè các bạn. Kéo len qua, các bạn thực hiện cho mình một mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ làm cái hàng này là mỗi chân móc móc vào nửa cái nhánh bên ngoài, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Đây, quấn len đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài, các bạn móc một mũi móc kép, tiếp tục ở chân móc kế tiếp lại đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài, móc một mũi móc kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Đó, để mà cho nó phân biệt được cái đường gân á các bạn. Nè, nó sẽ, khi mà các bạn ở bên ngoài các bạn sẽ thấy cái đường gân của nó. À, chúng ta sẽ lên phần thân. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Tới cái điểm này nè. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên ha. Nếu mà các bạn thấy cái màu đen này á, các bạn khó coi á, thì các bạn sẽ làm cho mình cái phần đáy túi và cái phần thân túi ở bên túi cây thông nha các bạn. Còn cái phần một lát nữa mình thay cái màu đỏ á, thì các bạn sẽ móc theo như bên mình nha. Tại vì cái form này với cái form kia nó sẽ tương đồng với nhau. Nó chỉ khác ở cái chỗ cái phần giữa, ở cái phần cuối thôi à các bạn. Cho nên là các bạn có thể là xem cái clip đó để mà các bạn thấy rõ cái mũi móc hơn nha. Cái clip túi cây thông á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai của cái phần thân túi nè. Các bạn móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, các bạn sẽ tạo cho mình một mũi ngoặt ngoài nha. Bây giờ mũi ngoặt ngoài chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nè. Đâm kim từ trên luồn qua cái thân móc kép. Đó các bạn, luồn qua cái thân móc kép này nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua. Kéo len qua hai vòng. Sau đó là kéo len qua hai vòng còn lại. Là chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc kép á các bạn. Nhưng mà mình móc vào cái thân của cái móc kép trước đó, chứ mình không có móc vào cái chân móc. Mình gọi cái này là mũi ngoặt ngoài ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm
lặp lại cái cụm này cho tới cuối hàng luôn nè. Một kép và một ngoặc ngoài. Rồi cái chân móc kế bên này, các bạn sẽ móc cho mình một kép. Chân móc kế tiếp, một kép. Và chân móc kế bên cái chân móc một kép này nè, các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặc ngoài ha. Quấn len, đâm kim từ phía trên luồn qua cái thân móc kép. Luồn qua cái thân móc kép như thế này. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua, tạo cho mình một mũi móc kép như bình thường. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lặp lại một kép và một ngoặc ngoài. Một kép. Cái này đâm kim vào thẳng chân móc nha các bạn, không đâm kim vào nữa cái nhánh nữa. Và một mũi ngoặc ngoài. Lại một kép vào cái chân móc kế bên, một kép vào chân móc kế tiếp, một kép vào cái chân móc kế bên cái chân này. Rồi, một mũi ngoặc ngoài chứ, một mũi ngoặc ngoài. Rồi các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn nha. Còn hai cái chân móc cuối cùng nè các bạn, các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế cuối á, một kép nha. Đây chúng ta sẽ móc vào đây một kép. Rồi cái chân móc cuối nè, các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặc ngoài luôn nha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên. Kết hàng. Bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ ba, giống hệt như cái hàng móc thứ hai ha. Cái chân nào là chân mũi móc kép thì chúng ta sẽ móc mũi móc kép. Chân nào mà là cái chân móc mũi ngoặc ngoài trước đó thì chúng ta sẽ móc là mũi ngoặc ngoài nha. Rồi các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một kép. Chân thứ hai, một kép. Chân thứ ba là cái mũi móc ngoặc ngoài nè. Các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim, móc một mũi ngoặc ngoài. Đó, đây, đâm kim vào cái mũi ngoặc ngoài trước đó, móc một mũi ngoặc ngoài. Rồi bây giờ kế bên nó sẽ là một kép và một ngoặc ngoài nè. Chúng ta sẽ làm tương tự ha. Một kép và một ngoặc ngoài. Và các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Và các bạn lên thêm cho mình kết thúc cái hàng móc này đi. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái canvas xong đi, rồi chúng ta sẽ móc thêm 2 đến 3 hàng nữa nha các bạn. 2 đến 3 hàng màu đen nữa. Rồi chúng ta sẽ thay cái len màu đỏ. Thay cái len màu đỏ thì nó sẽ dễ thấy mũi móc hơn ha các bạn. Cái len màu đen này nó không có thấy đường luôn. Mình móc bằng niềm tin luôn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích cho mình trước nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ ốm cái tấm canvas này vào bên trong nha các bạn. Rồi các bạn để vô bên trong. Rồi như vậy là nó đã ổn rồi đó các bạn. Đó, các bạn canh chỉnh nó lại ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn len màu đen đi. Đây chúng ta sẽ cắt cái đoạn len màu đen để mà chúng ta khâu vô nè. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ cái phần len này qua. Cái kim này mình sử dụng nó hơi nhỏ các bạn. Xong rồi các bạn sẽ cột nó lại giống như là cái phần chỉ may đồ á. Cột nó lại ở cái phần góc nè, cho nó có một cái cục nó cố định lại ha. Rồi các bạn cứ đâm kim cho mình vào một cái lỗ của cái tấm canvas này nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này qua nè, đâm xuyên qua bên ở phía dưới đây luôn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim lên cái chân móc kế bên đó nè, chân móc kế bên nè. Rồi các bạn kéo cái phần len này qua. Rồi bây giờ bỏ cái chân móc đầu tiên, móc vào cái đâm kim vào cái chân móc phía sau nữa nè, đây cái chỗ này ha. Rồi các bạn sẽ cố định lại cho mình một cái điểm này trước nè, đó, để mà cố định lại cái điểm đầu tiên nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái lỗ kế bên này nè. Rồi các bạn kéo cái phần len này qua.
Rồi bây giờ các bạn cứ 2, 4, 6, 8. 8 lỗ chúng ta lại đâm kim xuống phía dưới nha. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim lên cái lỗ kế bên đó các bạn. Tại vì ở phía dưới này nè, các bạn đừng có làm cái phần dài này ha. Cái phần dài này là mình sẽ làm ở bên trên. Còn cái phần ngắn mình sẽ để xuống dưới này, để cho nó không có bị lộ cái phần len á. Rồi các bạn kéo cái phần này lên. Rồi bây giờ các bạn đưa qua cái lỗ kế bên á, các bạn lại làm cho mình một lần nữa. Rồi các bạn bây giờ các bạn đưa vào lỗ kế tiếp á. Nè, cái lỗ kế tiếp các bạn lại đếm cho mình nữa nè. 2, 4, 6, 8. Đâm kim qua. Rồi các bạn cứ làm tương tự như thế cho tới hết cái vòng tròn này luôn ha. Rồi chúng ta khi mà chúng ta làm cái đoạn len dài rồi á, các bạn sẽ móc vào, đâm kim vào cái lỗ kế bên. Rồi đâm kim vào lỗ kế bên nữa, để cố định lại cái ở phần dưới á các bạn. Rồi đâm kim vào cái lỗ kế tiếp. Đó, rồi từ cái lỗ kế tiếp này các bạn lại đếm 2, 4, 6, 8. Cứ đâm kim xuống đây. Rồi các bạn sẽ làm vòng vòng như vậy cho mình đến cái điểm bắt đầu này nha. Mình đã đến cái điểm cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ mình đưa qua cái điểm đầu này luôn nha. Đó, rồi bây giờ các bạn trở ngược lại đây. Rồi các bạn sẽ lật cái này lên. Chúng ta sẽ tạo cái nút thắt ở chỗ cái phần thân ở phía trong nè. Rồi các bạn tạo cho mình một cái nút thắt nha. Đó, kết nối nó lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len còn lại vào trong cái mũi móc ở phía bên trong. Đó các bạn, rất là nhanh chóng. Rồi chúng ta còn dư bao nhiêu á, các bạn sẽ cắt bỏ đi ha. Như vậy là chúng ta đã kết nối phần cái phần đáy túi và cái phần canvas rồi nè. Khi mà các bạn muốn để như vậy mình sử dụng luôn cũng được, không sao hết ha các bạn. Mình khỏi cần may một cái lớp vải lót đâu, không cần đâu ha các bạn. Còn các bạn nào mà làm cái đế, cái đáy túi bằng len á, hai cái chập lại á, thì nó cũng sẽ tương tự như thế này nè. Nhưng mà cái tại vì cái này nhiều hàng á các bạn, tới 5 hàng rồi, cho nên là nhiều khi nó trong trên á. Còn nếu mà các bạn làm cái phần đáy đôi len á, thì các bạn sẽ làm 4 hàng thôi. Mình làm cái nhỏ nhỏ như vậy á, thấy thương hơn á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên thêm cho mình thêm 2 đến 3 hàng móc giống cái hàng thứ ba này nữa ha. Thêm 2 đến 3 hàng nữa, một lát nữa mình sẽ báo cho các bạn nha. Nè, một kép nè. Một kép và một mũi ngoặt ngoài. Đó. Mình đang làm ở cái hàng thứ tư nè. 1 2 3 4. Rồi, tiếp tục. Một kép, một kép, một ngoặt ngoài, làm thêm cho mình hàng thứ năm đến hàng thứ sáu ha. Khi đó thì mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc đến cuối hàng thứ năm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng móc thứ năm nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len này. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu đỏ ra để mà chúng ta làm cái phần thân trên ha. Tính làm thêm một hàng nữa cho cái phần này nó cao, mà sợ khi mà lên cái phần màu đỏ nó cao quá các bạn. Nếu mà các bạn nào thích cao nữa thì các bạn lên thêm một hàng nữa cũng được nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái phần màu đen á. Chân móc mũi dời á các bạn. Các bạn kéo cái phần màu đỏ này qua ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng đầu tiên của cái phần màu đỏ là hàng mũi móc đơn nha các bạn. Nè, bây giờ các bạn sẽ đâm móc lên một mũi móc xích đi, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Chân móc đầu tiên là cái chân móc bên này nè. Các bạn nẹp cái phần len màu đen và màu đỏ vào trong mũi móc luôn ha. Móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi kéo cái này lại. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và bây giờ cứ mỗi chân móc màu đen các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha. Đây, ở đây chúng ta đã giấu được 4 rồi, giấu thêm một cái nữa đi.
Rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len thừa này nha. Đó, cắt ở phía trong á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình lần lượt đến cuối hàng luôn ha. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Hôm nay ha các bạn, mình ăn cái gì mà mình nói chuyện hơi cà lăm một xíu. Mong các bạn thông cảm nha. Cố gắng hết sức rồi đó, nhưng mà sao mà nhiều khi bị dắt đĩa á các bạn. Cho nên các bạn thông cảm cho mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nha khi các bạn móc đến cuối hàng này. Mình đã móc những mũi móc đơn đến cuối hàng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng móc. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc dạng như là bánh kem nó chảy ra các bạn. Một cái hàng vàng sò ha, giống như là cái túi túi bánh kem dâu á. Bây giờ các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong để mà chúng ta móc ha. Đây, nửa cái nhánh bên trong. Hồi nãy là cái phần màu đen á, chúng ta móc nửa cái nhánh bên ngoài nè các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ móc nửa cái nhánh bên trong này, để một lát nữa mình sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài này nè, một hàng nữa song song với nhau luôn ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của cái chân móc đầu tiên này nè. Đó, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp này 5 mũi móc kép. Quấn len, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong. Các bạn móc cho mình 5 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp này cũng nửa nhánh bên trong ha, một mũi móc đơn. Rồi bắt đầu nó sẽ ốm ốp xuống dưới rồi nè các bạn. Đó, nó như là một cái miếng sò á các bạn, một bánh sò á. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp này một cụm gồm 5 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Đó, như vậy là chúng ta đã có được cái mũi sò thứ hai rồi đó. Các bạn sẽ làm vòng vòng như thế cho tới cuối hàng luôn ha. Nè, khi mà các bạn chốt một đơn xong, bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp một cụm gồm 5 mũi móc kép. Sau đó các bạn lại bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp này một mũi móc đơn. Rồi xong, kế bên một mũi móc đơn sẽ là một cụm sò, kế bên một cụm sò sẽ là một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Cái vị này là vị sô-cô-la đậm đặc luôn này nha các bạn. Một màu đen của than tre. Rồi, bây giờ các bạn cứ làm như thế đến cuối hàng ha. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc tới cái điểm cuối cùng này. Mình đã móc những cái cụm sò đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn hai cái chân móc cuối cùng này, các bạn cũng bỏ qua một cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp này một mũi móc đơn ha. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái nhánh phía trong này luôn nè các bạn. Đây, cái chân móc mũi móc đơn phía trong còn một nhánh nè, các bạn sẽ trượt mũi vô đây luôn đi. Đó, sau đó là các bạn móc lên cho mình một mũi, hai mũi móc xích. Rồi, quấn len, đâm kim vào cái chân móc này luôn nè, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc kế tiếp nè các bạn, đây, nửa cái nhánh còn lại á, các bạn móc vào đây một mũi móc kép. Cái nhánh trong cái cụm sò này các bạn móc vào đây một mũi móc kép. Tiếp tục một mũi móc kép vào cái chân móc kế bên ha. Các bạn làm cái hàng này còn phân nửa nhánh á, các bạn cứ móc vào đó mỗi chân là một mũi móc kép đến cuối hàng luôn nha.
mỗi chân là một mũi móc kép đến cuối hàng. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cái điểm cuối cùng này. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để chúng ta kết thúc hàng. Móc lên cho mình một mũi móc xích trước đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình ở cái điểm đối diện với cái điểm mà chúng ta trượt mũi nè. Rồi điểm đối diện đó là bên đây nè các bạn. Chúng ta sẽ đánh dấu vào cái chân móc ở bên này ha, ở cái chân móc ở giữa này đi. Đây nè các bạn. Rồi các bạn lấy cái phần len, rồi các bạn kéo qua ha, để chúng ta đánh dấu lại cái điểm này. Một lát nữa chúng ta sẽ móc cái màu trắng vô đây nha các bạn. Chỉ có một cái chân móc này thôi. Rồi bây giờ các bạn lấy cái len màu trắng ra luôn đi, để một lát nữa tới cái điểm đó rồi chúng ta sẽ kết nối vào luôn nha. Các bạn móc lên cho mình thêm một mũi móc xích nữa, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một đợt một mũi móc kép, chân móc thứ hai một mũi móc kép. Bây giờ các bạn sẽ móc những cái mũi móc kép lần lượt đến sát cái bên mà chúng ta đánh dấu đó. Rồi móc những mũi móc kép tới cái điểm này nha. Chúng ta móc vào luôn cả chân móc nha các bạn. Mình đã móc tới cái chân móc mà kế cái chỗ đánh dấu rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc kép. Đây, các bạn quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng. Còn hai vòng này các bạn sẽ thay cái len màu trắng này vô đây ha. Các bạn kéo cái phần màu đen này ra đi. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái phần len màu trắng qua và kéo qua hai cái vòng len này. Rồi móc vào cái chân móc kế bên này cho mình 6 mũi móc kép ha. Mũi móc kép thứ nhất, 1 nè, 2, 3, 4, 5. Rồi mũi móc kép thứ 6 chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng. Rồi các bạn sẽ bỏ cái phần len màu trắng qua một bên, lấy cái phần len màu đỏ, các bạn sẽ kéo qua hai vòng len này. Rồi các bạn sẽ đưa cái phần màu đỏ lên phía trên ha. Buông kim ra, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc màu trắng đầu tiên này. Đâm kim qua cái vòng màu đỏ này. Rồi kéo cái vòng màu đỏ qua cái chân móc màu trắng. Và chúng ta đã có được một cái phần hạt bắp như thế này rồi nè. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bỏ cái phần len màu trắng qua một bên đi. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép vào cái chân móc kế bên này. Mũi móc kép tiếp theo ở chân móc tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích trước cho mình đi. Các bạn sẽ lấy cái phần kim kế cắt len, các bạn sẽ cắt đi cái phần màu trắng này. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, chúng ta sẽ giấu cái phần màu trắng này vào trong cái mũi móc luôn nha các bạn. Còn cái cọng đầu tiên á, chúng ta đã nẹp vào trong cái 6 mũi móc kép rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ cắt len thôi nè. Các bạn sẽ giấu vào đây ha. Đó, giấu trở ngược lại. Rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha các bạn. Cắt hai cọng luôn nè. Rồi còn một đợt nữa. Rất là thấy cưng. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc, một hàng móc mũi móc kép của cái phần màu đỏ nữa ha. Móc lên hai mũi móc xích nè. Rồi cái hàng này thì các bạn cứ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đi. Tới cái chỗ màu trắng đó thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn, tới cái phần màu trắng này nè, các bạn sẽ quấn len ha. Thay vì chúng ta sẽ móc thẳng vào cái chân móc màu đỏ bên đây luôn, nhưng mà bây giờ có cái khoảng
trống này nè, khoảng trống của màu trắng nè, mình sợ nó hở á, cho nên là các bạn sẽ chụm mũi lại cho mình ha. Các bạn quấn len nè, đâm kim vào cái phần màu trắng, các bạn kéo len qua hai vòng, giữ nguyên như thế này. Các bạn quấn len, đâm kim vào cái phần màu đỏ á, các bạn kéo len qua hai vòng. Rồi chúng ta được 3 vòng đen trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi như vậy là cái chỗ này nó không bị trống á các bạn, cũng vẫn đủ một cái chân móc này cho mình nè. Rồi bây giờ mỗi cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Chúng ta sẽ làm giống như cái hàng màu trắng trước đó nè các bạn. Tới cái điểm mà cái mũi chụm nè là ngay chân cái chân móc màu trắng luôn đó. Chúng ta sẽ tạo một cái hẹp bóp giống như thế này nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cái điểm mà mũi chụm mà chúng ta gây nên đó. Và chúng ta sẽ thay cái len màu trắng và chúng ta sẽ làm một hẹp bóp tương tự. Rồi bây giờ mình đã móc tới cái chân móc kế cái chân màu trắng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ làm tương tự ha. Móc vào cái chân móc kép này một mũi móc kép, nhưng mà còn chừa lại hai vòng này để chúng ta kéo cái phần len màu trắng qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ nẹp cái len màu đỏ và len màu trắng lại luôn. Chúng ta sẽ móc 6 mũi móc kép vào đây. 1 2 3 4 5 6. Rồi cái 6 này á, các bạn sẽ bỏ cái màu trắng ra, lấy cái màu đỏ lên, kéo qua, đưa cái màu đỏ này lên cao, lấy kim móc ra, đâm kim móc vào cái chân móc đầu tiên, đưa vào vòng tròn màu đỏ, kéo nó qua. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, các bạn lại móc vào cái chân móc kế bên cái màu trắng này một mũi móc kép, và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Rất là đơn giản ha. Rồi nếu mà các bạn muốn cắt cái phần màu trắng luôn á thì các bạn sẽ cắt nè. Và một lát nữa các bạn nhớ giấu cái phần màu trắng giống như hồi nãy mình hướng dẫn cho các bạn đó. Và các bạn sẽ giấu ha. Rồi cắt nó luôn đi. À, đừng có quên nha các bạn, để hồi cái mình lên cái phần kia cái mình cột dây cái nhiều khi mình quên luôn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm đến cuối hàng và giấu cái phần màu trắng. Rồi móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi kết hàng và móc lên cho mình hai mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ làm tương tự như cái hàng mà kế bên của cái phần màu trắng này các bạn. Đây, làm tương tự như thế luôn nha. Các bạn cứ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cái hạt bắp màu trắng á, thì các bạn sẽ chụm mũi lại như mình hướng dẫn cho các bạn ở cái hàng trước đó đó. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Đây, cái chỗ này nè các bạn, cái chân màu trắng này với chân màu đỏ này các bạn chụm lại cho mình thành một chân móc ha, giống hệt như ở dưới cái hàng này. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Móc đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại bằng một cái hàng mũi móc đơn cho cái phần màu đỏ nha các bạn. Một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai vào chân móc thứ hai, và các bạn sẽ lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Cuối hàng chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn cắt len nha. Chúng ta sẽ thay cái len màu trắng nha các bạn. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc mũi dời này nha. Chúng ta sẽ kéo cái phần len màu trắng qua. Làm hàng đầu tiên của cái phần màu trắng là những mũi móc đơn nha các bạn. Móc lên một mũi móc xích nè.
đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, nẹp cái len màu trắng và len màu đỏ lại. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn ha, y hệt như cái mũi móc đơn màu đỏ này nè, đến cuối hàng luôn. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Móc lên cho mình một mũi móc xích nha, đâm kim vào cái nhánh bên trong người mình nè các bạn. Đây, cái chân móc đầu tiên nè, các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong người mình, giống như hồi nãy mình móc cái phần màu đỏ. Rồi các bạn kéo lên qua, thực hiện một mũi móc đơn nha. Sau đó lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của cái chân móc kế tiếp á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó lại lên 3 mũi móc xích, móc vào cái chân móc kế bên này, nửa cái nhánh bên trong, một mũi móc đơn. Và các bạn làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Cứ một đơn lên 3 xích, rồi móc vào cái chân móc kế tiếp một đơn, lần lượt như thế đến cuối hàng. Đó, nửa cái nhánh thôi nha các bạn. Để một lát nữa khi mà kết hàng xong, chúng ta sẽ móc vô cái phần nhánh ở bên còn lại đó. Và bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ đang ở một mũi móc đơn, vậy thì mình lên 3 mũi móc xích nữa ha. Xong rồi cái các bạn sẽ lật ngược vô phía trong nè, các bạn móc vào đây một mũi trượt nha. Đây, cái chân móc ở phía bên trong. Rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đó, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, đâm kim vào cái chân móc bên cạnh á, móc một mũi móc đơn. Và làm lần lượt mỗi cái chân móc còn lại á, các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng, các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Chúng ta sẽ làm cái hàng cuối cùng, chúng ta tạo cái phần nút nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Các bạn lên 2 mũi móc xích, bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Đó các bạn, bây giờ là một rồi đó. Các bạn làm 3 mũi móc đơn liên tục nữa. 2, 3, 4. Cứ đếm 4 mũi móc đơn như vậy. Các bạn lại lên 2 xích, bỏ qua một cái chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một đơn. Rồi, tiếp tục. Đây là 1 rồi nè. 2, 3, 4. Lên 2 xích, bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một đơn. Các bạn làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn ha. Chúng ta sẽ tạo những cái lỗ nhỏ như thế này để chúng ta luồn len qua. Còn lại hai chân móc cuối cùng nè các bạn. Ở đây là mình được 4 đơn rồi nè. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Bỏ qua chân móc này, móc vào cái chân móc cuối một đơn. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng, các bạn móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn sẽ gút cho nó thật là chặt lại. Rồi chúng ta giấu cái phần len này vào trong cái mũi móc. Đưa xuống phía dưới nè các bạn. Đó. Rồi, bên đây các bạn lại luồn len qua ha. Luồn vài vòng thôi là các bạn. Rồi chúng ta sẽ kéo cái này qua, rồi các bạn cắt len nha.
Rồi các bạn kiểm tra coi còn len ở chỗ nào mà mình chưa có dấu, chưa có cắt không, thì các bạn sẽ dấu và cắt len luôn nha. Đó các bạn, cái form của mình nè. Rồi lấy cái kim khâu len này qua luôn. Các bạn sẽ xỏ qua cái len màu trắng chung với cái cuộn len luôn á các bạn. Mình khỏi cần cắt len nha. Đó, các bạn xỏ qua cộng trước đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn nè. Cái này, cái phần màu trắng này là đối diện với cái phần mà chúng ta ưa kết hàng nè các bạn. Đó. Rồi chúng ta sẽ ốm nó như vậy ha. Và chúng ta sẽ đưa cái kim khâu á vào trong cái điểm ở chính giữa bên đây đi. Nè. Các bạn luôn cái kim khâu len này qua. Đó các bạn. Sau đó là các bạn lại luồn lên, luồn xuống cho tới cái điểm bắt đầu ha. Đó, rồi chúng ta luồn lên, luồn xuống. Nó có sẵn hết rồi. Rồi, tới cái điểm này nè các bạn. Vậy là chúng ta đã dư ra một cái lỗ như thế này nè. Thì các bạn sẽ điểm cho mình ở chỗ cái chân móc đơn nè, 1, 2. Các bạn sẽ đâm kim qua đây ha. Rồi, đưa nó vào trong cái điểm này. Đó các bạn, mình sẽ luồn qua như thế nha. Rồi, cái cọng bên đây các bạn cũng sẽ đưa nó vô trong cái màu trắng này nè. Ở cái hai mũi móc đơn này nè các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ cắt cái đoạn len này ra đi ha. Chúng ta sẽ chừa ra dài dài như thế này nè các bạn, cỡ 30cm á. Và chúng ta cắt ở cái bên còn lại đi. Và một lát nữa chúng ta canh chỉnh lại cho nó đều là được à. Đây, đâm kim vô đây cho nó về cái lỗ chính giữa nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình thử kéo nó ha. Mình kéo một bên trước đi. Một lát nữa cái bên cái cọng kia cái mình làm cái mình kéo một lượt nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã ok đó các bạn. Một lát nữa cái chúng ta sẽ để này nè vô trong đây. Đó. Rất là thấy cưng luôn đúng không các bạn. Bây giờ làm thêm một cọng nữa. Tại hồi nãy mình không có đếm cái chân móc á các bạn, cho nên là nó hơi bất tiện ở chỗ cái chỗ này nè. Nhưng mà không sao ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xỏ cái kim khâu len nữa. Cái phần màu trắng á. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ làm cái cọng dây này nè. Bên phía đối diện ha, chúng ta xoay nó qua đi. Rồi ở cái chỗ này nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim từ ở cái điểm này nè. Đây, một lát nữa cái mình đưa nó ra bên cái hai mũi móc đơn này giống như bên kia ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào bên đây. Rồi các bạn xỏ cái phần len nè. Đó. Rồi tiếp tục. Các bạn lại đưa qua đây. Đưa qua. Chúng ta sẽ làm lặp lại á các bạn, nhưng mà ở cái bên đối diện thôi. Còn mấy cái phần mà đưa lên đây thì nó giống nhau nè. Cái nào nổi thì là nổi, cái nào chìm thì là chìm nè các bạn. Ở đây là hai cộng nè, ở trên đây là hai cộng ha. Rồi bây giờ ở chỗ cái điểm này các bạn cũng sẽ làm cho mình nè. Bên đây là nó đang là nằm ở phía dưới ha. Chúng ta sẽ luồn cái phần nè, luồn qua cái chỗ này nè các bạn. Đây, chỗ hai cái mũi móc đơn này nè, nó lòi nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua, tuốt ở bên đây luôn. Đó, tuốt ở bên đây luôn nè. Rồi các bạn kéo cái phần len này. Đó, xong rồi. Bên đây nó nổi nè các bạn. Rồi bên đây nó chìm nè. Rồi chúng ta sẽ làm lần lượt như thế thôi. Cái nào nổi thì chúng ta nổi, cái nào chìm thì chúng ta chìm. Như vậy ha. Rồi, ở chỗ này. Đây nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim ở bên cái hai mũi móc đơn này nè. Đâm kim qua ha. Đồng thời đâm kim vào cái điểm này luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ kéo cái phần len qua.
Rồi các bạn cũng sẽ cắt đi cái đoạn len này đi. Nè, chúng ta sẽ kéo nó vừa vừa thôi à các bạn, để bằng với cái điểm bên kia. Để thôi, một cọng dài quá hồi nữa mình phải cắt đi á. Rồi bây giờ mình thử kết nối lại thử coi. Bây giờ chúng ta sẽ cột nó lại ha. Nè, chúng ta sẽ kéo nó nè. Đó các bạn, nó tròn quay luôn. Rất là dễ thương. Rồi, một lát nữa cái mình nối nó vô đây. Đó, các bạn ơi, rất là xịn sò luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái hai cái cọng dây này vô trong cái ông già Noel này đi. Đó, các bạn sẽ đục lỗ nó đi các bạn. Rồi trên đây nữa nè. Rồi chúng ta sẽ tạo lỗ sẵn ha. Rồi móc cái này ở cái clip trước nha các bạn. Mình sẽ để link ở phía dưới á. Rất là dễ, rất là nhanh luôn à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phần len trắng này qua từng cọng ha. Qua một cọng trước đi. Rồi bên đây chúng ta lại làm thêm một cọng nữa. Tức là mình sẽ làm ở bên trái hoặc là bên phải trước đều được nha các bạn. Đó. Ở cái dây mình chừa lại chắc cỡ 40cm quá các bạn. Làm ngắn hơn cũng được ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim nè. Lấy hai cọng này nè. Đâm kim lên trên cái đỉnh đầu này luôn nha. Nhưng mà trước khi lên trên cái đỉnh đầu đó thì mình phải dời nó lên trên đây trước đi các bạn. Để thôi cái kim khâu len này nè, nó hơi ngắn á. Đó, các bạn kéo nó lên nha. Nó hơi khó một xíu á. Rồi, từ cái điểm này nè. Đó, từ cái điểm này các bạn nhắm nó lên trên. Rồi các bạn sẽ kéo nó qua lên trên tới cái phần đỉnh của cái chiếc nón á. Cái kim này nó hơi ngắn quá à. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kéo cái phần này qua nè. Đó các bạn. Rồi, để cho nó yên bên đây đi. Rồi các bạn sẽ xỏ cái phần ở bên còn lại nè. Các bạn sẽ đưa nó qua luôn. Một cọng rồi đó. Thêm một cọng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta lại đưa nó qua tiếp nè các bạn. Đưa qua hơi khó ạ. Nè, các bạn đưa qua cái lỗ trên đây trước đi. Rồi kéo cái phần len này lên. Hồi nãy mình khi mình móc á, cái lỗ này mình chừa nó hơi nhỏ nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ kéo nó qua nha. Đó, nó qua rồi. Xong rồi chúng ta lại đưa nó lên giống hệt như hồi nãy. Cái nón này mình làm thấp một xíu cũng được á các bạn. Mình làm thấp hơn một hàng nữa cũng được ha. Đó, để cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần kim khâu len này lên. Đó, qua hết rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo từng bên cho nó cố định lên nè. Đó, hình như là hai cái cọng này mình đã làm sai rồi đây. Phải đưa nó ra ở phía trước nè các bạn. Nè, kéo nó lên từ từ đi. Kéo nó lên từng cọng đi các bạn. Pha xử lý thật là cồng kềnh đúng không các bạn. Đưa nó vô chính giữa đi nha. Đó, rồi cái mình chỉnh lại cái nón này. Ok, dễ thương rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cột lần lượt nó vào cái cọng nào. Các bạn thử các bạn coi ha, hai cái cọng nào là cùng một cọng đó, các bạn cột nó lại, cột nó lại như vậy nè, cột thắt nó lại á. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ nó ra chút đi các bạn, để các bạn làm cái dây đeo không nè. Bạn nào làm cho bé đeo hoặc là cho mình đeo gì cũng được hết. Rồi
Mình chọn ở cái điểm bên đây đây các bạn. Mình sẽ làm cái dây ở bên ngoài nha. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len màu đỏ ra. Lấy một cọng màu đỏ với lại một cọng màu đen nha các bạn. Nè, ở chính giữa nè. Rồi chúng ta đâm kim vào cái điểm này đi. Nè. Đó. Rồi cho nó chắc ha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len màu đỏ này qua. Kéo cái phần len màu đỏ này qua. Rồi, lấy cái phần len màu đen á các bạn. Nè, lấy cái phần len màu đen. Các bạn cũng chừa lại cho mình một đoạn đi, để một lát nữa mình giấu vô phía trong nha. Các bạn đưa nó qua như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cầm cái len màu đen nè. Đó, bây giờ là có cái len màu đen với lại cái len màu đỏ. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu đỏ qua cái len màu đen này. Rồi các bạn sẽ kéo hai cái cọng này cho nó dính lại vào nhau cái đi. Đó. Rồi. Như vậy ha. Rồi các bạn lại lấy cái len màu đen này nè. Len màu đen này. Các bạn lại quấn lên đây. Rồi như vậy là chúng ta có được hai vòng len trên kim nè các bạn. Các bạn sẽ kéo cái len màu đỏ qua hai cái vòng này. Mấy cái mũi đầu nó hơi khó thôi à các bạn, mấy cái mũi sau thì nó dễ hơn ha. Nè, rồi các bạn đã lấy cái len màu đen quấn lên kim. Đó, chúng ta đã có được hai vòng len rồi đó. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu đỏ qua. Rồi tiếp tục các bạn lại đưa cái len màu đen luồn qua đây. Rồi các bạn lại đưa cái len màu đỏ kéo qua. Rồi chúng ta sẽ phối hai màu như thế nha. Đưa cái len màu đen qua. Rồi, kéo cái len màu đỏ qua. Tiếp tục đưa cái len màu đen qua. Kéo cái len màu đỏ qua. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình 70cm trở lên ha. Tại vì cái túi này nó hơi to các bạn, cho nên là bé nào mà từ 2 tuổi trở lên á, 2 tuổi trở lên là chúng ta có thể là sử dụng cái túi này rồi. 2 tuổi trở lên ha. Để khi mà biết đi á các bạn, cặp chữ biết đi đeo cái túi này cũng rất là dễ thương á. Còn cái bé nào nhỏ nhỏ các bạn giảm cái size túi lại để cho các bé mang cho nó đẹp hơn ha. Bé nhỏ thì làm ít cái vòng tròn ma thuật thì nó sẽ gọn à các bạn, cho nên là không có cần nẹp canh vát đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thắt cái này. Chúng ta sẽ móc cái cọng dây này theo cái số cm mà các bạn mong muốn. Người lớn thì 90cm trở lên ha. 90, 95, 100 tùy theo thấp hay là cao. Còn bé thì các bé thì các bạn sẽ móc là từ 70, 75, 80, 85, 90. Nếu mà các bé mà 14, 15 tuổi á, các bạn làm 85, 90 đều được nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ móc tới cái đoạn dây móc xích mà chúng ta mong muốn. Cái đoạn dây dây này chứ không phải dây móc xích nha các bạn. Bữa nay mình hướng dẫn cho các bạn cái mũi mới nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ móc tới cái điểm đó rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình còn vài cái mũi móc nữa là mình được 80cm rồi đó các bạn. Để mình làm chung mấy mũi cuối với các bạn cho nó vui ha. Tại vì làm cái này nó cũng hơi lâu á các bạn. Nhưng mà nó đỡ hơn là mình tạo cái dây móc xích rồi cái mình làm cái mũi móc đơn hoặc là mũi dời á các bạn. Ở đây là nó giống như là cái mũi móc đơn như vậy á. Nó tương tự ha. Nhưng mà mình làm có lượt đi thôi, mình không cần làm cái lượt về. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ cắt len luôn đi các bạn. Tới cái độ dài mà chúng ta mong muốn rồi á, các bạn sẽ cắt len luôn nha. Đó, rồi các bạn sẽ kéo cái phần màu đỏ đây nè qua. Rồi cột lại cái phần màu đỏ này luôn. Màu đỏ với lại màu đen nè. Cột lại. Rồi các bạn sẽ dùng kim khâu len á, các bạn sẽ kết nó vào ở bên đây. Kết từng cọng nha các bạn. Rồi ở bên phía đối diện nè.
Rồi các bạn kết qua bên cái điểm đối diện này ha. Nè, cái cộng màu đỏ nè, đối diện nó là bên đây. Hồi nãy mình làm đâm kim qua cái chân móc á các bạn, thì cái chỗ này các bạn cũng sẽ đâm kim qua cái chân móc ha. Rồi các bạn đưa nó vô phía trong đó. Rồi cái màu đen nè, các bạn cũng xỏ vô. Rồi các bạn cũng đưa qua đưa lại, rồi cái mình đưa nó vô phía trong, cái mình giấu nó bên trong ha. Đây, đưa nó qua bên cái chân này. Rồi đưa nó trở ngược vô. Rồi xoay vô trong đi các bạn. Nè, chúng ta sẽ lấy cái len màu đen á, các bạn sẽ thắt cho mình lại một cái, vừa cột cái len màu đen với len màu đỏ này lại. Đó. Rồi bây giờ các bạn cứ để cái len màu đen với len màu đỏ này nè vào trong mũi móc ha. Rồi cái này các bạn cũng giấu vào trong mũi móc, rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi cái phần bên đây nè, các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Chúng ta sẽ đưa cái cọng len màu đen này đưa qua đưa lại, xong rồi cái chúng ta sẽ đưa nó vô phía trong nè, đưa nó trở ngược qua đây đi các bạn. Rồi xong rồi đưa nó vô phía trong nha. Đó. Rồi cái cọng màu đỏ này các bạn cũng đưa nó vô phía trong, rồi các bạn cột lại. Rồi chúng ta sẽ giấu nó vào trong mũi móc. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Ở cái phần này nè, khi mà các bạn làm xong á, các bạn định hình lại cái bên mà hai cộng mà nó giống nhau các bạn, hai cộng bên trái với hai cộng bên phải á, rồi các bạn sẽ cột nó lại nha. Cột xong rồi á, cái chúng ta sẽ cắt đi nè. Rồi đây, rồi đó. Rồi một lát nữa cái chúng ta sẽ đưa nó xuống thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái này, rồi khi nào có thành phẩm thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Mình đã giấu cái phần len thừa xong rồi nè các bạn. Thật là ý nghĩa cho cái dịp Noel sắp tới đúng không các bạn. Mình móc cho các bé, mình để quà vô trong đây nè. Trời ơi, thật là dễ thương, dễ cưng. Rồi các bé sẽ rất là thích luôn á các bạn. Thì ở trong đây thì các bạn đựng được khá là nhiều đồ nè. Ở đây là mình đựng một số son nè, rồi nước hoa, cũng như là đồ cục tóc nè các bạn. Đồ cục tóc cho bé, là bé hoặc là người lớn mình đã có hướng dẫn ở clip trước rồi đó. Ở đây là trong đây là có túi tiền nè các bạn. Túi tiền cũng để vô trong cái túi ông già Noel này được. Đây, có tiền trong đây luôn nha các bạn. Đó. Các bạn lì xì cho bé mà bỏ vô đây nữa lên, thấy cưng lắm á các bạn. Cái túi này với lại cái cột tóc này mình đã có hướng dẫn ở clip trước hết rồi ha. Rồi, ở bên trong đó nè các bạn, khá là rộng rãi. Hồi nãy là mình có nói cho các bạn đó, các bạn chia ra hai cái cọng dây đó để mà chúng ta nè, khi mà chúng ta cột nó lại á các bạn, đó, chúng ta kéo á là nó sẽ vô cái form như thế này nè. Và chúng ta chỉ cần canh chỉnh lại cái phần nón cho nó đẹp thôi. Đó, rất là dễ thương, rất là cute luôn đúng không các bạn. Đó, mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi ông già Noel này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi ông già Noel này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Chúc các bạn móc thành công. Bye bye.